Rồi, trước khi bắt đầu cái bài này, tôi hỏi trong lớp, ở đây ai hoàn toàn không bị quên? Rồi, ai là thỉnh thoảng bị quên? Ai thỉnh thoảng bị quên? Rồi, ai thường xuyên bị quên? Rồi, câu này quan trọng nè. Ai quên mà khi có cái gì đó gợi ý mà nhớ lại được? Rồi, ai quên mà có gợi ý mà chẳng nhớ gì hết? Ơi, sao mình nguy cơ vậy? Tại vì tiêu chuẩn để chẩn đoán quên bệnh lý là quên mà có yếu tố gợi ý mà không nhớ lại được là quên bệnh lý. Cho nên nếu mà ai mà quên mà có yếu tố gợi ý, trừ trường hợp là mượn tiền bạn nha, trừ trường hợp đó thôi, thì có yếu tố gợi ý mà không nhớ lại được á, thì là quên bệnh lý, là cần phải điều trị đó. Chứ nếu không là mấy em sẽ diễn tiến không có được tốt đâu. Ví dụ như mình hứa là cho bạn mượn cuốn sách mình dư, về nhà mình lấy cuốn sách của mình bỏ vô cặp, trong khi đó cái cuốn sách mà mình hứa cho bạn mình chả nhớ gì hết. Sáng hôm sau vô nhìn thấy bạn từ xa cũng chả nhớ gì tới là mình cho ông hứa cho mượn cuốn sách. Đó là bệnh lý đó mẹ nha. Tức là có yếu tố gợi ý mà không nhớ lại nha. Thì đặc điểm của quên bệnh lý là nó có 3 đặc điểm. Cái đó là chỉ một trong các đặc điểm thôi. Đặc điểm thứ nhất là quên tăng nhanh. Ví dụ như trước đây mình ít quên, ít lâu lâu mới quên, tự nhiên gần đây lên tăng quá nhanh. Rồi đến nỗi mà mình cảm giác là mình sợ, ủa tại sao lúc này mình quên nhiều quá. Cái thứ hai là quên nổi tiếng. Tức là gì? Tức là đầu tiên mình quên, mình sẽ cố gắng mình giấu. Mình mấy em mới công nhận là mấy em quên, mấy em thấy mình phải khỏa lấp lại đúng không? Đã, không muốn cho người khác biết mình bị quên. Nhưng mà quên bắt đầu là không thể nào che giấu được gì rồi. Cây kim lâu ngày nó sẽ lòi ra. Thì lúc đó là gì? Bạn thân sẽ biết, ba mẹ biết, sau tới hàng xóm biết, cả khối biết, quên nổi tiếng. Rồi, và tiêu chuẩn thứ ba là quên mà khi có yếu tố gợi ý không nhớ lại được là bệnh lý. Nếu mà ai có đủ 3 tiêu chuẩn đó thì tôi nghĩ chắc trong phòng này không có rồi. Có đủ 3 tiêu chuẩn đó thì không thể nào học được y khoa đâu, không thể nào học được. Tại vì bắt đầu đó là quên bệnh lý. Nhưng nếu mà trong nhà mấy em có những người nào mà lớn tuổi, phải chừng khoảng 50-60 mà có đặc điểm quên bệnh lý như vậy, thì mấy em phải tiến hành đưa đi khám bệnh để chẩn đoán sớm và điều trị sớm. Bởi vì đó là bước đầu tiên của sa sút trí tuệ, cái bài mà tôi sẽ nói ngày hôm nay. Rồi, như vậy trong nhà mấy em có ai mà có đặc tính quên như vậy chưa? Những người nào mà 60, 70, 80 là nếu mà có đặc tính quên như vậy là em phải cẩn thận, bởi vì đó là biểu hiện của sa sút trí tuệ. Mấy em sẽ được coi một đoạn video. Thì con gái gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình. Bệnh nhân ở ngoài này là bắt đầu tưới. Tức là triệu chứng này là gì? Nhi hóa. Không còn nhớ được cái mục đích là người chồng đưa vô để tưới cây mà chuyển sang là tưới tung tung. Mấy em nhìn cái lịch nè. Lịch đó người ta đánh dấu mỗi ngày nè, để người bệnh khỏi bị quên. Rồi, đây là một cái phim hơi vui vui, nói về một cái cuộc sống của người bệnh bị sa sút trí tuệ. Tức là gì? Sa sút trí tuệ là một cái nhóm bệnh lý
mà giảm mắc phải những triệu chứng nhận thức, hành vi và chức năng xã hội đủ nặng để ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày, thì lúc đó ta sẽ kết luận là sa sút trí tuệ. Tức là một người trước đây vẫn xách giỏ đi chợ nấu ăn, tính tiền, chuẩn bị các cái hoạt động trong cuộc sống, trong công việc làm bình thường, tự nhiên bây giờ bắt đầu giảm đi các chức năng, giảm đi từ từ, cần phải có người khác giúp đỡ săn sóc mình, thì người đó được chẩn đoán là sa sút trí tuệ. Bây giờ sa sút trí tuệ có rất là nhiều nguyên nhân, nguyên nhân nào cũng vậy, nhưng mà cuối cùng nó đều gây ra hai cái hậu quả. Thứ nhất là tế bào thần kinh bị chết. Hậu quả thứ hai là tế bào thần kinh không chết thì cái sự liên kết giữa các tế bào thần kinh để tham gia hoạt động nhận thức nó bị mất đi, thì nó sẽ dẫn đến từ từ sinh ra bệnh lý sa sút trí tuệ. Thì nguyên nhân người ta chia rất là nhiều, trong đó có nhóm nguyên nhân ví dụ như là ở vỏ não thì điển hình là bệnh Alzheimer, dưới vỏ thì là sa sút trí tuệ mạch máu do nhồi máu, hoặc là một số bệnh lý thoái hóa khác, hoặc là ví dụ như đây mấy em thấy là đây là bệnh bò điên. Mấy em có nghe bệnh bò điên lần nào chưa? Bệnh bò điên là cái bệnh mà nó bùng lên trên thế giới cách đây cỡ chừng khoảng là gần hơn 20 năm. Ở đó thì người ta thấy là ở cái một trang trại người ta nảy ra ý định thay vì là mua cám thì người ta cái con bò chết á, người ta mới xay ra làm thức ăn và cho những con bò trong trang trại ăn. Thì khi mà ăn thịt đồng loại như vậy thì nó sẽ làm cho xuất hiện một số đột biến thay đổi trong cấu trúc của gen và sinh ra bệnh bò điên. Thì vào cái thời điểm này á, thì người ta nghĩ là phải liên quan tới cái chuyện đó mới sinh ra bệnh bò điên. Nhưng mà sau này thì người ta mới phát hiện là có những trường hợp không có thấy liên quan gì tới chuyện mà và những người mà sau khi ăn thịt cái con bò bị điên đó thì cũng bị bệnh này luôn, bệnh Ruffy Jacob disease này luôn. Cho nên là người ta nghĩ là liên quan tới con bò điên, nhưng mà sau này thấy không ăn nữa, trên thế giới ta cấm cái chuyện cho ăn thịt đồng loại ở cái thú vật đi, thì người ta thấy vẫn là xuất hiện bệnh bò điên. Thì người ta thấy là rõ ràng tự nhiên nó đột biến sinh ra trên nó tạo nên một cái bệnh là bệnh Ryan. Đây một số nguyên nhân khác, đây là những nguyên nhân có thể điều trị được, tức là tế bào thần kinh bị ảnh hưởng bởi những bệnh lý hệ thống, ví dụ như là bệnh lý suy chức năng tuyến giáp, thiếu vitamin do ngộ độc thuốc kim loại, hoặc là nhiễm trùng do chấn thương, hoặc là bệnh lý mạch máu não, hoặc là u não, vân vân. Thì những bệnh lý này mình tìm ra được nguyên nhân, mình giải quyết nguyên nhân là nó sẽ hết. Thì mặc dù rất là nhiều nguyên nhân gây nên sa sút trí tuệ, trên thế giới người ta tìm bây giờ cũng khoảng là 400-500 nguyên nhân, thì nhưng mà nguyên nhân hàng đầu vẫn là bệnh Alzheimer, nó chiếm tỷ lệ khoảng 70%, còn lại là những nhóm nguyên nhân khác. Thì biểu hiện lâm sàng của người bệnh rất là đa dạng nha. Nó ảnh hưởng đến thứ nhất là chức năng nhận thức, xuất hiện triệu chứng tâm thần, thay đổi nhân cách, thay đổi hành vi và ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày. Cái triệu chứng nhận thức là gì? Như hồi nãy tôi nói là triệu chứng hàng đầu là quên nha. Đầu tiên là quên ít, sau bắt đầu quên nhiều, quên bình thường, chuyển sang quên bệnh lý. Thứ hai là bắt đầu giảm khả năng tư duy lên kế hoạch công việc. Trước đây một người làm giám đốc có thể quản cái quản đốc phân xưởng cỡ chừng khoảng là công nhân viên chức cỡ chừng khoảng 100 người, bây giờ là không thể nào mà theo dõi điều phối được công việc, đó là chức năng lên kế hoạch. Rồi khả năng về tính toán, khả năng về định hướng thời gian, không gian, vân vân cũng bị rối loạn. Có nhiều người sắp giỏ đi chợ vô tới siêu thị là thay vì mua 5 món hàng bình thường khoảng 10 phút, bây giờ là đi gần tới nửa tiếng, một tiếng. Ở đây có ai mà đi theo má đi chợ không? Đó. Thì nếu mà tự nhiên mình thấy trước đây mẹ của mình mà đi chợ có 15 phút mà bây giờ đi tới một tiếng mới ra đó, là coi chừng là có bệnh rồi đó. Nó vô tiếng hoài không ra các cái quầy hàng. Mình loại trừ những trường hợp có những người vô là thích trả giá, trả hoài, có một món hàng trả xong rồi cái lại đi chợ quanh kia là trả từ đầu. Tôi nhớ là kỷ niệm hồi nhỏ là tôi đi theo mẹ tôi đi chợ là tôi sợ lắm, đi theo một lần là sợ luôn. Rồi đó là những cái triệu chứng về nhận thức. Rồi có những trường hợp có những người mà lạc nó nổi là cái đường về nhà cũng quên, sách giỏ đi chợ mua đã thiếu đủ thứ hết rồi, nhưng mà ra tới chợ nhìn hoài không biết đường nào đi thẳng hay rẽ trái, rẽ phải, phải để về nhà. Gặp người đi ngang qua, con, để gì vậy bác,
con nhìn thử coi bác, bác ở đâu con dắt bác về giùm. Chắc là quên mất tiêu cái đường về. Rồi, tôi ngoài cái chuyện làm ở bộ môn thần kinh thì tôi phụ trách phòng khám trí nhớ và sa sút trí tuệ tại bệnh viện Đại học Y Dược. Thì có những trường hợp đó là người nhà đưa người bệnh đến thì mình mới hỏi là tại sao chị biết mẹ chị bị bệnh mà đưa đi khám bệnh. Thì cô này mới nói là cái bà hàng xóm á thân với mẹ tôi lắm, hai bà quên y hệt nhau. Nhưng mà cái bà đó đó là cách đây một tuần là bà chuẩn bị đi định cư ở Mỹ, sau đó bà mới qua nhà em của bà cách đó mấy căn để chào. Thì con cái mới tưởng là thôi hai chị em sắp sửa chia tay rồi nên đi từ sáng tới tối, rồi thủ thủy về tới tối con chạy qua hỏi bà bên này không, sáng giờ không thấy bà qua. Một tuần nay người nhà tìm bà khắp thành phố chưa ra tay luôn, bị lạc. Chính vì vậy cho nên con này thấy mẹ mình như vậy sợ quá dắt đi khám bệnh, triệu chứng đi lạc và rối loạn được thứ cũng rất là nhiều. Rồi cái quên nó tăng dần làm cho người bệnh nhớ nhớ mang máng, dẫn đến xuất hiện những triệu chứng tâm thần, ví dụ như là hoang tưởng bị mất đồ. Đồ mình để đây xong rồi hồi đó mất tiêu, thật ra vẫn để chỗ đó nhưng bệnh nhân quên mất vị trí nên nghĩ là người này lấy người kia lấy. Cái hoang tưởng ám vô từ từ, hoang tưởng bị bắt cóc, hoang tưởng bị hại, đủ thứ hoang tưởng hết, sinh ra triệu chứng ảo giác hoang tưởng. Rồi bắt đầu nhân cách bị thay đổi, có những người trước đây không nói bây giờ nói nhiều rồi lại nói những chuyện mà thô tục không phù hợp với nhân cách trước đây vân vân. Đó thì bắt đầu là xuất hiện. Rồi hành vi bắt đầu những xuất hiện những hành vi ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức, cửa mà hé ra một cái là mở ra đi lang thang ngoài đường, rối náo loạn lên hết hành vi. Và đương nhiên với những hoàn loạn rối loạn như vậy thì người bệnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày, người bệnh sẽ không thể nào thực hiện được công việc rất là tốt trước đây, không săn sóc được bản thân, cuối cùng nằm một chỗ và tử vong. Đó là cái một cái khung cảnh chung của bị sa sút trí tuệ. Một người ví dụ như bắt đầu bị sa sút trí tuệ, nếu mà được săn sóc điều trị tốt thì có thể tới 15 tới 20 năm sau mới tới giai đoạn nặng, còn nếu mà không được phát hiện sớm, không điều trị sớm khoảng 5 năm là chuyển sang giai đoạn nặng. Chính vì vậy nên mới nói là trong gia đình nếu mà ai có những biểu hiện sớm như thế này là lo điều trị, bởi vì chúng ta điều trị sớm tốt có thể là tới 15 năm, ví dụ bây giờ là 70 ta điều trị tốt thì tới 85 tuổi mới bắt đầu là quậy, chứ còn nếu không không điều trị mới có 70 tới 75 tuổi là náo loạn cả gia đình. Em biết là có những gia đình là cha trầm cảm, con trầm cảm, là tự gì á, người bệnh là suốt ngày ăn thì không ăn, ngồi gần một tiếng đồng hồ không ăn, xong rồi bắt đầu giơ cái tay lên tưởng mừng ăn quá, gãi cái đĩa xéo một cái đổ đầy ra hết. Rồi toilet ở chỗ đó nhưng mà tới ngay cửa là đi ngay tới cửa luôn, không đi vô trong toilet. Nửa đêm ban ngày thì ngủ gà ngủ gật, ban đêm thì thức dậy nghe một tiếng động là kêu hết toàn bộ con cái cháu chích gì đi tìm ăn rồi. Rồi sau đó bắt đầu là gì, rồi bắt đầu là rất là hành vi quá, bác sĩ sẽ cho thuốc điều chỉnh hành vi thì là dễ té, té là đi té gãy cổ xương đùi, rồi nằm rồi loét, kinh khủng. Một cái bệnh cảnh sa sút trí tuệ mà giai đoạn cuối là kinh khủng. Chính vì vậy cho nên nếu ta điều trị sớm thì nó sẽ tương đối là tốt. Thì muốn phát hiện điều trị sớm thì chúng ta phải biết là bệnh này nó biểu hiện như thế nào. Thì khi có những cái biểu hiện lâm sàng thì chúng ta sẽ tiến hành đưa người bệnh đi khám bệnh. Khi khám bệnh thì phải hỏi bệnh sử để xem cái bệnh này nó diễn tiến như thế nào. Ví dụ như một bệnh cảnh mà xảy ra từng nấc thì coi chừng đó là nguyên nhân mạch máu. Một cái bệnh cảnh mà giảm trí nhớ là hàng đầu mà quên từ từ khả năng người bị sa sút trí tuệ là do bệnh Alzheimer, ví dụ như vậy. Sau đó người ta khám tổng quát xem người này có bệnh lý về tổng quát hay không, ví dụ như có run tay, có cường giáp hay không, hoặc là có bị một số các cái bệnh lý mà thiếu vitamin vân vân không. Sau đó người ta tiến hành khám thần kinh xem có yếu liệt không, ví dụ một người yếu nửa người thì chắc là có tổn thương gì đó trên não, chụp hình MRI, CT. Và tiến cứ đến là làm các cái bài đánh giá về trí nhớ và nhận thức. Thì chúng ta có rất là nhiều bài đánh giá, trong đó thường là làm cái MMSE,
Cái MSCI này là một cái thang điểm, nó 30 điểm nha. Nó đánh giá các chức năng định hướng, trí nhớ, chú ý, ngôn ngữ, khả năng tính toán v.v. À, một loạt này. Đó. Thì người bình thường á, ví dụ như trình độ học vấn đại học là phải làm khoảng 70 tuổi là phải làm được phải chừng khoảng 27-28 điểm đó. Ít nhất. À, nếu mà những người nào mà làm mà người ta nhìn chung là dưới 24 điểm là sa sút trí tuệ. À, từ 18-24 là nhẹ, 10-10 tới 17 là nặng và dưới 10 là rất nặng. Đó. Thì đây là một cái thang điểm MMSE. À, mấy em có thể search trên mạng em coi ha, để mà mình tập đánh giá thêm. À. Rồi, thì theo tiêu chuẩn hiện nay á, chúng ta đã có tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 là chẩn đoán. Nhưng mà cái DSM-5 này á, nó tương đối là hàng lâm, nó ứng dụng lâm sàng rất là khó, cho nên hiện nay đối với lâm sàng người ta vẫn dùng tiêu chuẩn DSM-4. Tiêu chuẩn DSM-4 để chẩn đoán sức tệ thì giống như định nghĩa hồi nãy thôi, giảm trí nhớ, giảm thêm một hoặc vài chức năng nhận thức đủ nặng ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày. À. Rồi còn cụ thể như thế nào thì mấy em tự về mà học. À. À. Ví dụ đây giảm trí nhớ nè, giảm thêm các chức năng về ngôn ngữ, thực hiện chức năng vận động, rồi nhận biết các cái cảm giác vân vân, rồi các lên kế hoạch thì ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày. Và giai đoạn đó bệnh nhân không có bị sản, không có bị trầm cảm hay tâm thần liệt vân vân. Rồi, đây là sau khi chẩn đoán được sa sút trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tìm nguyên nhân. Như nãy tôi nói lúc đầu có rất là nhiều nguyên nhân, trong đó cái nguyên nhân hàng đầu là bệnh Alzheimer. Nếu một người mà sa sút trí tuệ mà giảm trí nhớ là triệu chứng chính và diễn tiến từ từ tăng dần, và khi tiến hành chụp cái MRI não thấy teo não rất là nhiều, đặc biệt là hệ mã tùy thái dương, thì chúng ta có thể nói đây là bệnh Alzheimer. À, ngoài ra chúng ta có thể gặp những trường hợp khác, ví dụ như tổn thương dạng mạch máu trên hình ảnh MRI nó liên quan đến sa sút trí tuệ mạch máu, hoặc là những cái trường hợp ví dụ như trên lâm sàng người bệnh bên cạnh sa sút trí tuệ có biểu hiện rung giống như bệnh Parkinson thì thường liên quan đến thể liên Lewy body vân vân. Thì đây là một số hình ảnh để chẩn đoán đối với E2 em không cần thiết. Đây là những cái nguyên nhân mà có thể điều trị được. Một số trường hợp người già lớn tuổi té tụ máu mạng tính với màng cứng thì sau một thời gian tự nhiên là quên hết, à, rồi yếu tay chân thì chụp hình CT ta có thể thấy tụ máu dưới màng cứng, mổ ra lấy khối máu tụ đi, bệnh nhân sẽ phục hồi trở lại. Hoặc là một số trường hợp suy giáp, hoặc một số trường hợp bệnh nhân lạm dụng thuốc, à, có một số trường hợp là bệnh nhân bị mất ngủ, bác sĩ điều trị thì dùng những một số thuốc, có những nhóm thuốc nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái trí nhớ nhận thức của bệnh nhân. Rồi bây giờ tôi sẽ nói cho em sâu hơn cái bệnh Alzheimer, bởi vì một người bị giảm trí nhớ, giảm chức năng nhận thức thì khả năng người đó là bệnh Alzheimer là 70% tới 80%. À, và đặc biệt là người nào mà giảm trí nhớ và người nhà dắt tới phòng khám thì gần như khả năng bệnh Alzheimer rất là cao. Chính vì vậy có kiến thức về bệnh Alzheimer cũng rất là quan trọng. À, thì cái ca bệnh đầu tiên được ông anh Lloyd Alzheimer tìm ra năm 1906. À, và vào cái thời điểm ông tìm ra thì ông mô tả cái bệnh đó thì gần như là chuẩn luôn, tới bây giờ là đặc điểm lâm sàng rồi đặc điểm về giải phẫu bệnh học là không có gì thay đổi. À, thì người ta nhìn thấy cái bệnh Alzheimer này nó tỷ lệ cao ở những người 80-90 tuổi, tới tuổi mà 80-90 á thì 10 người thì 5 người bị Alzheimer. Còn những cái tuổi mà khoảng 60 tuổi thì tỷ lệ rất là thấp, chỉ có khoảng là 3-5% rất là thấp. Cái đó nó tăng lên từ từ, càng lớn tuổi thì sẽ càng cao. Chính vì vậy, dân số trên thế giới chúng ta, ví dụ như thế này, lấy người Việt Nam mình cho dễ đi. Vào năm 1970, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam mình là 50. Vào năm 2012, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam mình là 74. Tức là năm 70 tới năm 2015 là khoảng 45 năm, gần 50 năm. Tuổi thọ trung bình của người Việt mình cũng tăng lên được 20 mấy năm, là rất là dữ dội. À, tuy nhiên, ví dụ như thì trên thế giới đó, cái nước mà sống mà tuổi thọ trung bình mà kinh khủng nhất là Nhật. Vào năm 1970, tuổi thọ trung bình của người Nhật đã là 74. Và bây giờ tuổi thọ trung bình của người Nhật là 82. Cho nên á,
khi mà đi thực tập đi học về cái nhóm bệnh lý sản xuất trí tuệ này á, là tập trung người ta để tính nhập học, bởi vì những cái trung tâm săn sóc sản xuất trí tuệ của Nhật là tuyệt vời. Họ săn sóc người bệnh á, có những nhóm săn sóc tại nhà, những trung tâm tập luyện từng chức năng nhận thức, có những nhóm mà người nhà sáng giống như nhà trẻ dành cho người già, sáng chở tới để đó chơi rồi tập rồi học rồi ăn uống tắm rửa gì đó, tới 4-5 giờ chiều ghé đón về nhà. Đó, cả ngày trong đó người ta hoạt náo là mệt mỏi rồi, về nhà là thả ra là lăn đùng ra ngủ, sáng hôm sau là chở tới. À, đó là nhà trẻ dành cho người già, nó gọi là những cái gọi là daycare center. Ở Nhật rất là nhiều. Việt Nam mình sao? Việt Nam mình chưa có cái nào. À, nên là tại vì á, Việt Nam mình á, rất là khó ở chỗ là muốn mà lập ra những cái trung tâm đó đòi phải có bác sĩ. À, nhưng mà ở nước ngoài thì những trung tâm đó là chỉ cần những cái chuyên viên về và về gọi là vận động trị liệu người ta hoạt động. À, nên nhưng có nhiều cái về cơ chế Việt Nam mình rất là khó. Rồi, khi mà một khi đã chẩn đoán được là sản xuất trí tuệ thì người ta sẽ chẩn đoán cái bệnh Alzheimer này theo chuẩn tiêu chuẩn cũ hồi xưa, nó là NNCDS ANRA. Thì cái tiêu chuẩn này á, là nó hiện nay trên lâm sàng của mình chẩn đoán là có thể bệnh Alzheimer, tức là nó đòi hỏi phải có bệnh sử giảm trí nhớ, làm các test dù MMSE dưới 24. Rồi bệnh nhân vào thời điểm đó không có suy giảm nhận thức, không có bệnh lý hệ thống gì gây ra, thì lúc đó ta sẽ chẩn đoán là có thể bệnh Alzheimer trên lâm sàng. Để chẩn đoán chính xác bệnh Alzheimer thì người ta đòi hỏi bệnh nhân phải chết đi, lấy cái mô não ra tìm giải phẫu bệnh phù hợp, tức là thấy cái mảng thoái hóa thần kinh hoặc mảng viêm thần kinh thì mới chẩn đoán chính xác được. Cho nên không thể nào chẩn đoán xác định chính xác bệnh Alzheimer lúc người bệnh còn sống. Thì đây là cái giải phẫu bệnh của cái bệnh Alzheimer, đó là hai cái mảng beta amyloid bất thường nằm giữa các tế bào thần kinh, nó ảnh hưởng đến sự liên kết giữa các tế bào thần kinh và nó tạo phản ứng viêm giết chết tế bào thần kinh. Cái thứ hai là đám rối sợi thần kinh nằm trong tế bào thần kinh, nó làm cho dinh dưỡng dòng tế bào thần kinh bị ảnh hưởng và dẫn truyền trong giữa các tế bào thần kinh cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến vừa chết tế bào thần kinh vừa ảnh hưởng tới dẫn truyền thần kinh. Nên cả hai cái giải phẫu bệnh này đều làm cho chết tế bào thần kinh và ảnh hưởng đến dẫn truyền thần kinh. Thì về sau này với sự phát triển của khoa học, đặc biệt là các cái phản ứng hóa mô như là các cái kính mà siêu hiển vi vân vân, thì người ta đã tìm ra được cái cơ chế tại sao nó thành lập ra được cái mảng beta amyloid, và cho đến nay nó là một cái cơ sở chính của bệnh Alzheimer. Thì người ta nhận thấy rằng trên bề mặt màng tế bào thần kinh nó có một cái có rất là nhiều phân tử gọi là APP, viết tắt của chữ amyloid precursor protein, tức là protein tiền chất amyloid. Những cái protein tiền chất này nó nằm trên bề mặt tế bào thần kinh, nó làm nhiệm vụ là gì? Truyền thông tin qua màng tế bào thần kinh và nhiệm vụ dinh dưỡng. Thì một cái protein nằm trên một cái cấu trúc nào đó thì nó hoạt động một thời gian nó cũng phải thay thế. Nó thay thế thì khi nó thay thế bình thường thì nó được cắt bởi hai cái men là beta và alpha oxy beta. Khi nó cắt bởi cái men này thì nó ra những cái mẫu alpha APP. Những cái mẫu này nó hòa tan được và nó sẽ được hòa tan và nó đào thải qua dịch nội tủy qua mẫu và tan đi, không gây ra bệnh. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì nó lại bị không bị cắt bởi beta và alpha, nó lại cắt bởi cái men là beta và gamma oxy beta. Từ đó nó tạo ra những cái mẫu gọi là mẫu beta APP. Những cái mẫu beta APP này ta gọi là beta amyloid. Thì những cái mẫu này nó có chiều dài phân tử nó từ 1 cho tới 42. Thì cái mẫu mà càng dài thì độc tính càng cao. Và các em có thấy cái mẫu mà gây nên độc tính nhiều nhất là cái mẫu mà beta amyloid 142, tức là chứa cái đoạn dài tới 42 phân tử acid amin. Thì cái đoạn đó nó sẽ lắng đọng lại, nó kết dính lại tạo thành nên cái đám rối.
tạo nên những cái mảng viêm beta amyloid. Và cái mảng này nó mới lớn lên từ từ, tạo phản ứng viêm, gây chết tế bào thần kinh và ảnh hưởng tới dẫn truyền thần kinh. Do cái mảng như vậy á, ta thấy là không phải tất cả beta 142 nào nó cũng đều kết dính, mà phải có điều kiện phù hợp, ví dụ cơ thể mình bị stress, bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố di truyền vân vân thì nó mới sinh ra. Cho nên bình thường, cái người bình thường chúng ta beta 142 là nó dạng monomer, tức là đơn chuỗi, cho nên nó sẽ được hấp thu qua dịch não tủy và đào thải. Đó. Chính vậy cho nên người ta thấy là trong do dịch não tủy, những người mà hay quên, người ta thấy là nếu mà cái nồng độ beta amyloid 142 là cao thì người này là bình thường, không phải Alzheimer. Còn nếu mà nồng độ này thấp là do gì? Nó không có được đưa vào dịch não tủy mà nó kết tụ lại với nhau từ chuỗi đơn thành ra chuỗi đôi, chuỗi đa và nó tạo thành cái mảng viêm beta amyloid. Thì lúc đó trong dịch não tủy ta chọc, người ta sẽ thấy là nồng độ rất là thấp. Và hiện nay chọc do dịch não tủy mà nồng độ beta amyloid 142 thấp là chất đánh dấu để chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer. Lý do là như vậy. Rồi bây giờ tới cái cơ chế việc hình thành thứ hai là hình thành đạp rối sợi thần kinh. Thì người ta nhận thấy rằng là trên cái sợi trục của cái tế bào thần kinh nó có những cái phân tử tô protein. Những phân tử tô protein này á, một đầu là giống như đeo một cái túi chứa chất dinh dưỡng, và một đầu lại là cái chân, nó bám theo cái sợi trục thần kinh di chuyển. Nó di chuyển thì bình thường là nó sẽ di chuyển để nó chở cái túi dinh dưỡng đi dọc từ đầu, từ thân tế bào tới tận đường gai, và nó tham gia vô các cái hoạt động dẫn truyền qua sinh thần kinh cũng như dinh dưỡng thần kinh. Thì khi mà cái phân tử tô protein này nó bị phosphorin hóa bất thường, giống như là ngán chân một cái gì đó, thì nó bắt đầu văng ra phải cái đó, bị phosphorin hóa thường, thì nó bắt đầu nó tạo nên những cái tô protein bất thường bị phosphorin hóa và nó kết chụm lại với nhau, đây nó chụm lại với nhau tạo nên đám rối sợi thần kinh nằm trong sợi trục tế bào thần kinh đó. Và làm cho cái việc dinh dưỡng tế bào thần kinh bị ảnh hưởng, chết tế bào thần kinh, đồng thời là dẫn truyền qua synapse thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Thì như vậy á, người ta nhận thấy rằng khi mà cái tế bào thần kinh này bị chết đi thì ở người bình thường cái tô protein á bất thường này nó không có. Thì không có thì đương nhiên trong dịch não tủy nó cũng không có. Nhưng mà khi bắt đầu nó kết tụ lại thành cái tô protein bất thường và nó phóng thích ra và nó được đưa vô dịch não tủy thì nồng độ tô protein bất thường này sẽ tăng cao trong dịch não tủy. Cho nên hiện nay chọc dịch não tủy và đo thấy nồng độ tô protein phosphorin hóa bất thường tăng cao trong dịch não tủy là chất đánh dấu thứ hai của chẩn đoán bệnh Alzheimer. Thì trong hai chất đánh dấu này thì người ta mới nhận thấy rằng cái chất đánh dấu mà beta amyloid bất thường nó xuất hiện rất là sớm, rất là lâu trước khi xuất hiện chất đánh dấu tô protein bất thường. Thì từ đó người ta mới suy ra là cái bệnh sinh bệnh đầu tiên của bệnh Alzheimer là hình thành từ cái beta amyloid 142. Rồi sau đó nó mới kích hoạt quá trình phosphorin hóa bất thường, nó tạo nên chết tế bào thần kinh. Thì từ đó người ta nhận thấy rằng là khi mà xuất hiện phosphorin hóa bất thường chết tế bào thần kinh thì lúc đó chụp hình MRI lên mới thấy teo não. Chứ còn giai đoạn đầu khi mà thấy cái beta amyloid 142 bất thường, MRI chưa có teo não. Do đó mà cái chất đánh dấu thứ ba trong chẩn đoán bệnh Alzheimer là chụp hình MRI. Chụp hình MRI thấy xuất hiện teo não, và teo não tương ứng với vị trí lắng động tô protein bất thường, và thường nhất là cái hải mã vị thái dương. Đây là các giai đoạn teo não liên quan diễn tiến của bệnh. Đầu tiên là lắng động ở hải mã vị thái dương, nó gây nên phá hủy cấu trúc. Sau đó nó lan hết huyệt thái dương, lan lên hệ viền, lan hết toàn bộ não bộ. Đi theo các giai đoạn của tác giả Barak tìm ra từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 6 dẫn đến teo hết phần não. Và người ta thấy là nó liên quan đến cái protein bất thường bên trong cái tế bào kinh. Như vậy, chụp hình MRI và thấy teo não, đặc biệt là teo não huyệt thái dương, thì người ta chẩn đoán là
Thì hiện nay đó, những người nào mà quên tăng dần, mặc dầu vẫn làm công việc được, không cần người nào trợ giúp, nhưng mà bắt đầu có biểu hiện quên bệnh lý. Và khi chúng ta tới khám, ta cho chụp hình MRI mà thấy có teo hại mãn tuyệt thái dương này, thì lúc đó người ta chẩn đoán là bệnh Alzheimer giai đoạn sớm hay là giai đoạn tiền triệt, tức là chưa có biểu hiện sa sút trí tuệ nhưng mà đã có phá hủy cấu trúc tương ứng với lại xuất hiện tô protein bất thường, ta gọi là bệnh Alzheimer giai đoạn tiền triệt. Rồi đây là cái người ta thấy là trên cái người Alzheimer teo não rất là nhiều, người bình thường không có teo. Đây là cái nhóm chứng nè, có thấy là cái hại mãn tuyệt thái dương vẫn còn đầy đủ, còn đây là cái nhóm bệnh Alzheimer cái hại mãn tuyệt thái dương teo rất là nhiều. Rồi kế đến, sau này nhờ sự phát triển của khoa học thì người ta tìm được những cái chất đánh dấu được cái mảng beta amyloid bất thường, tức là giống như là dùng chất đánh dấu phóng xạ gì đó. Ví dụ như mấy người bị cường giáp, ta dùng iốt phóng xạ có đánh dấu thì ta đánh giá cái độ hấp thu của iốt trong tuyến giáp để người ta chẩn đoán bệnh cường giáp. Thì trong trường hợp này cũng vậy, thì người ta cũng tìm được một cái chất gọi là FDG, quên xin lỗi đây, FDD-NB. Thì cái chất này á, nó gắn lên được trên cái beta amyloid bất thường, dẫn đến khi người ta chụp hình người nào mà nghi bệnh Alzheimer, chụp hình PET scan thì ta thấy nếu mà chất này xuất hiện quá nhiều là phù hợp chẩn đoán bệnh Alzheimer. Hiện nay xuất hiện dương tính trên PET scan là được xếp vô là một chất đánh dấu chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer. Chính vì vậy năm 2007 ta đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer. Người ta nhận thấy rằng nếu mà đợi một người bệnh Alzheimer mà bắt đầu trên lâm sàng giảm chức năng nhận thức, giảm hoạt động sống hàng ngày mới chẩn đoán được bệnh Alzheimer, thì lúc đó là gì? Tế bào não đã chết gần hết rồi, nên điều trị không hiệu quả nữa. Phải làm sao chẩn đoán được giai đoạn mà rất là sớm, giai đoạn tiền triệu thì mới có thể can thiệp được. Chính vì vậy cho nên 2007 ta bắt đầu đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer. Và cho đến năm 2012 ta cũng lập lại tiêu chuẩn này, nó cũng không thay đổi nhiều so với tiêu chuẩn 2007. Vậy tiêu chuẩn này là đòi hỏi gì? Phải có lâm sàng là giảm trí nhớ tăng dần, mà mang tính chất là gì? Hơi hơi bệnh lý giống như là nãy tôi đã nói ha. Rồi, và xuất hiện một trong bốn tiêu chuẩn phụ là xuất hiện cái chất đánh dấu. Ví dụ chụp MRI teo hại mãn tuyệt thái dương, dọc dịch não tủy thấy là nồng độ beta amyloid 42 thấp hoặc là nồng độ tô protein phosphorin hóa bất thường tăng cao là tiêu chuẩn, là cái chất đánh dấu thứ hai. Thứ ba là PET scan thấy là chất đánh dấu phát hiện ra cái beta amyloid 42 bất thường dương tính. Và thứ tư là xuất hiện đột biến gen, người ta thấy là bệnh Alzheimer có tính chất gia đình liên quan tới một số gen, thì xuất hiện đột biến gen, cái gen đó thì nó sẽ sinh ra bệnh đó. Thì dựa vào đó ta có thể chẩn đoán sớm. Thì hiện nay tại Việt Nam chúng ta, tại Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể chẩn đoán sớm được giai đoạn tiền triệu nếu một người nào đến than phiền quên quá mức ha. Mặc dù mình cho làm test MMSE thì người này vẫn tốt, tức là trên 25 điểm, nhưng mà chụp MRI lên mà thấy teo hại mãn tuyệt thái dương thì lúc đó ta chẩn đoán là Alzheimer giai đoạn tiền triệu và tiến hành điều trị luôn. Rồi, để điều trị chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Năm 1906, Alois Alzheimer tìm ra cái ca bệnh đầu tiên. Nhưng mà mãi tới năm 1980 thì người ta mới nhận biết được vai trò của hệ thống cholinergic trong dẫn truyền thần kinh để mà giúp liên kết giữa các tế bào thần kinh. Thì khi mà một cái tín hiệu thần kinh từ thân tế bào truyền tới thành vùng thần kinh thì nó sẽ kích thích các cái túi chứa acetylcholine phóng thích qua khe synapse và tiếp hợp với thụ thể phía sau, thay đổi điện thế màng tạo nên dẫn truyền thần kinh qua lại mạng tế bào dưới vai trò của acetylcholine trong hệ thống cholinergic. Tuy nhiên acetylcholine khi đi vào khe synapse lập tức bị những cái gọi là acetylcholinesterase nó phá hủy, làm cho cái việc dẫn truyền qua synapse này bị gián đoạn. Đó là giả thuyết cholinergic ta tìm ra vào năm 1980.
Thì từ đó người ta mới thấy là à, như vậy nếu mình muốn tấn dẫn truyền qua cái synapse này thì mình phải ức chế cái men acetylcholinesterase này đi. Vậy đó, người ta mới tìm ra cái chất ức chế. Thì tới năm 1997, 1998, 2001, người ta tìm được các cái thuốc mà được sử dụng hiện nay là những thuốc ức chế được men acetylcholinesterase của chúng ta. Đó là donepezil, rivastigmine và galantamine. Và sau đó người ta mới tiến hành trên thực nghiệm và cho đến nay được FDA công nhận là thuốc sử dụng hàng đầu trong điều trị bệnh Alzheimer giai đoạn sớm đến trung bình. Rồi, sau đó người ta mới nhận thấy rằng bệnh Alzheimer thì giai đoạn sớm và trung bình thì diễn tiến rất là chậm. Nhưng mà tới giai đoạn nặng là xuống cái à, giống như là phút trên là sông suối chảy và tới lúc này là thác đổ cái thành. Thì người ta mới tìm tại sao mà diễn tiến nhanh ở giai đoạn cuối như vậy. Thì người ta nhận thấy rằng ở giai đoạn cuối thì các tế bào thần kinh bị chết. Chết nó vỡ ra và nó phóng thích một loạt glutamate. Glutamate này nó sẽ đến và nó gắn lên cái thụ thể MMDA. Khi nó gắn lên thụ thể MMDA này nó sẽ lập tức mở toàn các cái kênh MMDA này ra và làm cho các ion canxi tràn vô trong tế bào. Khi ion canxi tràn vào tế bào nó sẽ làm chết tế bào hoàn toàn, tạo nên dòng thác chết tế bào. Cho nên chính vì vậy nên giai đoạn cuối của bệnh Alzheimer diễn tiến rất là nhanh. Chính vì vậy cho nên giờ người ta kêu là làm sao mà phải ức chế được cái thụ thể MMDA này để cho không có diễn tiến quá nhanh ở giai đoạn cuối, thì người ta mới tìm ra chất. Thì giả thuyết glutamate này người ta tìm ra năm 1988 cho đến năm 1989, một năm sau thôi là ta tìm được chất memantine. Chất này nó có đặc điểm là nó gắn lên cái thụ thể MMDA và nó điều hòa hoạt động, cần canxi nó mở ra, không cần canxi nó đóng lại, cần các ion chuyển qua màng tế bào nó mở ra không đóng lại. Chính vì vậy cho nên nó đến năm 2004, sau một thời gian mà nghiên cứu thí nghiệm gần mười mấy năm sau, 15 năm sau, em nhớ nha, Mỹ nha, là phải thực nghiệm, phải thử gần mười mấy năm thuốc mới được đưa ra thị trường. Chính vì vậy là thuốc của Mỹ rất là mắc. Mắc là không phải là trong cái đó hàng generic mà ăn cắp người ta thì bán rẻ, đương nhiên đâu có thử gì đâu, còn cái này là phải thử rất là nhiều. 15 năm sau mới công nhận là thuốc được điều trị giai đoạn trung bình. Bên cạnh cái việc mà điều trị, rõ ràng chúng ta thấy là gì, tăng dẫn truyền qua synapse thần kinh bằng những thuốc này là điều trị triệu chứng. Còn vấn đề chính là gì, muốn chặn được bệnh là phải làm sao mà nó không sinh ra được những beta lip bất thường, hoặc là không sinh ra được những tô protein bất thường, không phá hủy chết tế bào thần kinh thì mới chặn được bệnh Alzheimer. Thì những nghiên cứu mà dùng tìm ra những thuốc đó hiện nay vẫn còn đang trên đường nghiên cứu. Tức là từ khoảng năm 2005 cả thế giới nao nức luôn. Nao nức là gì? Sắp chữa được bệnh Alzheimer. Là vào thời điểm năm 2005 người ta tìm ra được kháng thể ức chế cái việc tạo ra beta lip bất thường, và kháng thể chống lại việc sinh ra beta lip bất thường luôn. Chính vì vậy cho nên, và nghiên cứu trên chuột là con chuột người ta kích thích tạo ra beta lip, xong là chích kháng thể vô, xong thời gian sau mổ não ra bay hết sạch sẽ beta lip. Bắt đầu là người ta chuyển sang dùng trên người, 23 người dùng. Thì 23 người này dùng chích thuốc, thì sau đó một năm sau nghiên cứu này phải dừng lại, bởi vì có một số người, khoảng 5-6 người chết do viêm màng não vô trùng, một vài người chết không rõ nguyên nhân, dừng lại. Những người mà không chết thì chẳng lẽ bỏ, ta tiếp tục theo dõi tiếp. Năm 2007 ta theo dõi, tới năm 2011 ta công bố những người này mặc dù chụp trên hình PET scan loại bỏ được hết cái mảng beta lip, nhưng mà trên lâm sàng những người này vẫn tiến triển. Tới năm 2011 công bố là tất cả người này đều bước qua bệnh Alzheimer giai đoạn nặng hết, thậm chí tử vong. Như vậy là gì? Rõ ràng là cái việc mà loại bỏ beta lip chưa giải quyết được vấn đề. Thì hiện nay á, người ta mới phát hiện như thế này, cái hình thành beta amyloid á, nó trước khi bệnh Alzheimer gần 10 năm, và sau đó 3-4 năm sau nó xuất hiện tô protein bất thường,
Sau đó 3-4 năm sau bắt đầu teo hải mã tuyệt thị dương, và sau đó mới xuất hiện triệu chứng lâm sàng đầu tiên. Như vậy cái việc mà mình chọn bệnh nhân chẩn đoán bệnh Alzheimer khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng là tế bào thần kinh nó bị phá nhiều rồi, nó đã lên trên cái con đường thoái hóa rồi. Cho nên bây giờ hiện nay người ta tiếp tục nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn và chọn cái nhóm bệnh nhân mà mới xuất hiện cái beta đấy, mới xuất hiện bệnh, ta tiến hành điều trị. Và năm 2015 này á, thì một cái bài báo đó, nó viết một cái title là Finally, cuối cùng cũng tìm ra được một chất có thể dọn dẹp được beta đấy mà cải thiện được chức năng nhận thức trên nhóm tiến hành điều trị. Tuy nhiên mới có một nghiên cứu thôi, người ta đang đợi những nghiên cứu khác. Và hiện nay quay trở lại thế giới đang sau 10 năm 2005, bây giờ 2015 tập đầu ta háo hức trở lại là chuẩn bị điều trị được bệnh Alzheimer, thì chúng ta sẽ chờ đợi. Thì trong khi chờ đợi thì chúng ta làm thế nào để mà ngăn cản không xuất hiện bệnh Alzheimer? Thì hiện nay á, người ta thấy để không xuất hiện bệnh Alzheimer thì cần phải có một cái kiềng ba chân. Cái kiềng thứ nhất là gì? Cái chế độ sống khỏe mạnh, ăn uống rau tươi trái cây, hạn chế chất béo. Cái kiềng thứ hai là tập thể dục mỗi ngày. Nếu mà ai không có thói quen tập thể dục thì nguy cơ sẽ cao hơn người tập thể dục 40%. 40% luôn nha mấy em. Cho nên là bắt đầu từ ngày mai xỏ giày vô chạy bộ đi. Và cái kiềng thứ ba là tập luyện nhận thức. Tập luyện nhận thức. Ví dụ như thế này, bây giờ một người nào đó bỏ cái đồ xong một hồi quên mất tiêu, ai bị tình trạng đó, tháo mắt kính ra một hồi đi tắm ra không biết là mình để mắt kính ở đâu, hoặc là bỏ cái ví của đồ ra, thì ai bị cái đó giơ tay lên coi. Rồi như vậy là những người này phải tập luyện nhận thức, nếu không nó sẽ diễn tiến rất là nhanh. Tập luyện nhận thức, tập luyện nhận thức khi một bệnh nhân đến than phiền rồi yên lặng đi giảm phấn khích. Tập luyện nhận thức khi bệnh nhân đến than phiền tại phòng khám trí nhớ thì chúng tôi phải hỏi bệnh sử, xác định thử coi là người bệnh này bị triệu chứng nào là triệu chứng chính, sau đó mới xây dựng bài tập phù hợp với triệu chứng của bệnh nhân để mà tập luyện. Tôi lấy ví dụ như một người nào nói là bác sĩ ơi, tôi là bỏ đồ đâu là tôi quên đó, thì mình sẽ thiết lập bệnh nhân một bài tập gia tăng sự tập trung 4 bước. Bước thứ nhất, bỏ đồ ra phải quan sát. Bước đầu tiên là quan sát động tác tay của mình. Bước thứ hai, liên kết. Mình bỏ xuống, mình phải liên kết. Ví dụ mình để trên cái mặt bàn màu nâu, kế bên cái máy tính, kế bên cái tivi, kế bên bàn trang điểm. Bước thứ ba, học thầm trong đầu. Nói lầm thầm trong đầu. Cái đồng hồ nha, để trên bàn trang điểm nha, kế bên cái tivi nha, ví dụ vậy. Thì tất cả 3 động tác đó ghi trên não. Thì tới khi mà chúng ta cần lấy cái đồng hồ thì lập tức chúng ta sẽ nhớ cái động tác tay rồi nè, tất cả mọi thứ. Đó, rất là nhiều cái. Ví dụ như bây giờ mình có thể bệnh nhân nói là bác sĩ ơi, thì tôi đọc báo xong tôi quên liền, mà trong khi đó đó bác sĩ nói là đi tôi nghe tivi nói là muốn mà giữ gìn trí nhớ là phải đọc báo xem tivi thường xuyên, một ngày tôi đọc 10 tờ báo luôn mà tôi vẫn quên như thường. Thật ra đó là gì? Sai. Mình phải hướng dẫn bệnh nhân bây giờ đọc báo muốn nhớ ha, phải tập. Tập sao? Mở tờ báo phải biết mình đang đọc tờ báo gì. Hôm nay là tuổi trẻ. Rồi, cái bài mình đang đọc mình muốn nhớ tựa tên là gì, nằm ở trang mấy, ở góc nào của bài báo, và có cái hình gì đi kèm theo. Cái bài đó viết nửa trang, một trang hay một góc tư. Nếu mình ta quan sát, ta liên kết và mình phải liên kết cái bài đó nó gắn với một sự kiện thực tế trong xã hội thì cái tin đó mình sẽ nhớ. Đó là tập luyện nhận thức. Nghĩa là muốn gìn giữ trí nhớ phải có cái kiềng ba chân. Kiềng thứ nhất là lối sống khỏe mạnh để loại trừ tất cả những yếu tố nguy cơ mạch máu. Thứ hai là nếu có bệnh, thứ hai là tập thể dục, và thứ ba là tập luyện nhận thức. Đó là cái khuyến cáo hiện nay để mà phòng ngừa bệnh Alzheimer. Và người ta thấy là tập thể dục nè giảm 40% nguy cơ sa sút trí tuệ hơn là người không tập thể dục. Rồi, phần trình bày thế là hết. Rồi mấy em có gì thắc mắc không? Tôi nghĩ cái bài này là mấy em có rồi đúng không? Rồi rồi, lát nữa tôi sẽ cho chép một người. Có ai có USB thì sẽ chép chép bài PDF. Có.
có một bạn hỏi người trẻ có bệnh Alzheimer.